Chính phủ Cộng hòa Séc đã tuyên bố quốc tang vào ngày mai 23 tháng 12 tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường đại học Schaller ở thủ đô Praha. Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc họp bất thường, theo đó toàn quốc sẽ treo cờ rủ, người dân và các cơ quan doanh nghiệp sẽ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Phát biểu họp báo, cảnh sát trưởng Praha xác nhận vụ xả súng xảy ra tại khoa triết học Đại học Schiller chiều ngày 21 tháng 12, khiến 14 người thiệt mạng, 25 người khác bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng. Cảnh sát đã phát hiện một kho vũ khí và đạn dược lớn bên trong tòa nhà khoa triết học của trường. Ủy ban bảo vệ nhà báo có trụ sở tại Mỹ cho biết 10 tuần đầu tiên của cuộc chiến Israel-Gaza được ghi nhận là thời kỳ nguy hiểm nhất đối với các nhà báo khi có nhiều nhà báo bị giết nhất trong một năm tại cùng một khu vực. Hầu hết các nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng trong chiến sự Gaza, bao gồm 61 trên 68 người là người Palestine. Báo cáo của Ủy ban bảo vệ nhà báo cho biết họ đặc biệt lo ngại về việc rõ ràng nhắm mục tiêu vào các nhà báo và gia đình của họ bởi quân đội Israel. Bốn nhà báo Israel và ba nhà báo Liban, bao gồm cả nhà báo Issam Abdallah của Reuters, cũng bị sát hại. Ủy ban bảo vệ nhà báo cho biết những nỗ lực bảo vệ nhà báo ở Gaza đã bị cản trở bởi sự tàn phá trên diện rộng và việc sát hại thành viên gia đình của các nhà báo, những người thường đóng vai trò là nguồn cung cấp thông tin cho các nhà điều tra về việc các nhà báo đã chết như thế nào. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel cho biết lực lượng này không nhằm vào các nhà báo trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ ra rằng nước này có thể chấp nhận kế hoạch của Mỹ về việc chính quyền Palestine được cải tổ hiện đang quản lý bờ Tây, tiếp quản quyền quản lý hàng ngày ở giải Gaza hậu xung đột. Cố vấn an ninh quốc gia của Israel, ông Yachi Hanebi cho biết mong muốn hợp nhất chính quyền Palestine là chính đáng. Tuy nhiên, vấn đề này đòi hỏi một cuộc cải cách cơ bản đối với chính quyền Palestine hiện nay. Ông cho hay vấn đề này đòi hỏi một cuộc cải cách cơ bản, tập trung vào việc công nhận nghĩa vụ của mình trong việc nuôi dạy thế hệ trẻ ở Gaza, Ramallah, Jenin và Jericho, theo các giá trị ôn hòa và khoan dung, không kích động bạo lực chống lại Israel. Các quan chức Mỹ hiện thúc ép chính quyền Palestine thực hiện những cải cách lớn, thanh lọc đội ngũ lãnh đạo già nua, đặt ra thời gian biểu cho các cuộc bầu cử và cải tổ lực lượng an ninh của mình, những bước đi mà Mỹ cho là cần thiết để xây dựng sự hỗ trợ chính trị cùng khả năng quản lý một nơi bị tàn phá như Gaza. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21 tháng 12 thông báo tổng cộng đã có hơn 20 nước đồng ý tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trên biển đỏ. Động thái diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào tàu thương mại ở khu vực này. Lầu Nam Góc cho biết các nước tham gia liên minh đảm bảo an ninh trên biển đỏ có thể có những hình thức đóng góp khác nhau tùy theo khả năng trong hoạt động tuần tra chung tại biển đỏ gần Yemen nhằm ngăn chặn và ứng phó với các vụ tấn công Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khuyến khích thêm nhiều nước tham gia chiến dịch này. Biển đỏ nối với địa trung hải qua kênh đào Suez hình thành nên tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á. Khoảng 15% lưu lượng vận tải biển của thế giới đi qua kênh đào này. Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn tuyến vận tải thương mại quan trọng và khiến cước phí vận tải biển tăng mạnh khi các công ty phải tìm kiếm tuyến đường thay thế dài hơn và mất nhiều ngày di chuyển, gây ra tốn kém nhiên liệu để tránh rủi ro. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA thông báo đang chuẩn bị thực hiện một sứ mệnh mới nhằm vào khoảng không gian giữa các ngôi sao, qua đó giúp dựng nên một bản đồ 3D của ngân hà chứa hệ mặt trời của chúng ta. Thông báo của NASA cho biết sứ mệnh Gusto sẽ được thực hiện từ thềm băng gần cơ sở nghiên cứu trạm McMurdo của Tổ chức Khoa học Quốc gia Mỹ lơ lửng trong khí quyển của Nam Cực, Gusto, một kính viễn vọng đặt trên khinh khí cầu sẽ quan sát khoảng không giữa các ngôi sao, còn được gọi là môi trường giữa các ngôi sao, và giúp các nhà khoa học dựng nên bản đồ 3D một phần lớn của ngân hà bằng sóng vô tuyến tần số cực cao. Gusto được kỳ vọng sẽ khám phá nhiều giai đoạn của môi trường giữa các ngôi sao và sự phong phú của các nguyên tố hóa học quan trọng trong thiên hà. Năm 2023 là năm chứng kiến những quốc gia mới gia nhập sân chơi hàng không vũ trụ và ghi nhận nhiều kết quả mang tính đột phá, cũng như dấu ấn đậm nét của các công ty tư nhân khi bắt đầu có những chuyến bay đưa du khách vào không gian để tham quan. Có thể nói, con người đang không chỉ tìm kiếm sự sống ngoài không gian, mà còn tìm kiếm các cơ hội tạo ra những ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Kể từ khi con tàu Apollo 11 được phóng lên không gian vào năm 1969, tham vọng chinh phục không gian và các hành tinh khác của con người chưa bao giờ dừng lại. Năm 2023, chứng kiến những bước đột phá trong ngành hàng không vũ trụ với sự tham gia của các công ty tư nhân mà đứng sau là các tỷ phú với khối tài sản khổng lồ. Ví dụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk tập trung vào sứ mệnh khám phá sự sống trên sao hỏa và cuối cùng là sẽ đưa con người lên sao hỏa để sinh sống sớm hay muộn cũng sẽ có một sự kiện mang tính hủy diệt nào đó trên trái đất và chúng ta sẽ có phương án là lên các hành tinh khác để sinh sống, tạo ra một nền văn minh ngoài trái đất. Tham vọng này được các nhà đầu tư hưởng ứng. Mới đây, theo CNBC, SpaceX đã đạt giá trị thị trường 180 tỷ đô la dựa trên đợt bán cổ phiếu thứ cấp đang diễn ra. Mức định giá này cao hơn cả các công ty viễn thông hàng đầu của Mỹ. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đặt niềm tin vào những dự án không gian đã và đang diễn ra của công ty này. Kể cả khi không đạt mục tiêu định cư lâu dài ở các hành tinh khác, thì việc được du hành trong không gian cũng có nhiều tiềm năng. Các công ty tư nhân không bỏ lỡ cơ hội này, và đó là nền tảng cho ngành du lịch trong không gian như Asium Space, một công ty có trụ sở ở Texas, Mỹ, với dự án được NASA tài trợ lên tới 140 triệu đô la. Hình dung đơn giản chính là xây dựng một khách sạn hạng sang trên vũ trụ. Mô hình kinh doanh của chúng tôi là xây một trạm vũ trụ thương mại trên không gian. Chỗ này sẽ có các khung cửa sổ nhìn ra không gian và quan sát trái đất từ trên không gian. Đấy sẽ là điểm check-in phổ biến đối với du khách để họ đăng ảnh lên Instagram chẳng hạn. Vào tháng 8 vừa rồi, hãng Virgin Galactic của tỷ phú người Anh Richard Branson đã ra mắt chuyến bay thương mại đầu tiên cho du khách. Để có một ghế trên chuyến bay này, hành khách phải chi trả khoảng 450.000 đô la mỗi người, tương đương gần 11 tỷ đồng. Tiềm năng thương mại của không gian là rất lớn. Những gì các công ty tư nhân làm được trong năm qua mới chỉ là bước đầu để họ tiến tới những dự án táo bạo hơn. Nhưng dấu ấn lớn nhất của năm qua lại không đến từ những công ty tư nhân mà đến từ Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này đã làm nên lịch sử khi trở thành nước đầu tiên có tàu thám hiểm hạ cánh thành công xuống cực nam của mặt trăng. Ở cấp độ quốc gia, cuộc đua khám phá không gian càng trở nên nóng hơn bao giờ hết trong khi Ấn Độ chỉ riêng trong năm 2023 đã đổ tới hơn 105 tỷ rupee tương đương 1,26 tỷ đô la Mỹ vào ngành hàng không vũ trụ, thì giữa năm Trung Quốc cũng đã lần đầu tiên đưa phi hành gia dân sự lên không gian khi tàu vũ trụ Thần Châu 16 phóng thành công và hướng tới trạm vũ trụ Thiên Cung. ước tính hiện nay có khoảng 10.000 công ty và 5.000 nhà đầu tư trong ngành công nghiệp vũ trụ. Ngân hàng Bank of America đã dự báo quy mô ngành công nghiệp vũ trụ ước đạt 1.400 tỷ đô la vào năm 2030.